Rồi bây giờ tôi sẽ nói đến cái phân loại ACA BI-RADS trong siêu âm tuyến vú. Thì cái BI-RADS nó là từ cái chữ gì? Thì cái nếu mà các anh chị nào làm nhiều về nhu ảnh á thì sẽ biết nó là Breast Imaging Reporting and Data System. Thì nếu mình dịch ra tiếng Việt đó, là cái hệ thống dữ liệu và báo cáo kết quả hình ảnh tuyến vú. Thì cái BI-RADS này được ACA hình thành từ năm 1992 và cập nhật cho đến gần đây nhất là năm 2013. ACA tức là American College of Radiology, thì đây là một cái tổ chức nổi tiếng của Mỹ. Tại sao mà tôi phải nói một chút về cái mammo, cái nhu ảnh? Là bởi vì trước khi mà nó có cái hệ thống BI-RADS này ra đời đó, là mỗi bác sĩ đọc kết quả nhu ảnh theo một cách và người ta không có được một cái tiếng nói chung và nó sai sót rất là nhiều. Cho nên rằng là cái ACA này nó họ mới đứng ra để hình thành cái hệ thống BI-RADS, và lúc đó được gọi là ACA BI-RADS. Thì ACA BI-RADS khởi đầu nó chỉ có là nhu ảnh thôi. Sau đó đến năm 2013 thì người ta đã cập nhật ngoài cái nhu ảnh thì có cái ACA BI-RADS trên siêu âm và trên cộng hưởng từ. Đó, thành ra là nó sẽ có mammo, ultrasound, MRI, có ba cái này luôn. Thì cái ACA hôm nay tôi đề cập đến là cái cập nhật mới nhất năm 2013, tức là ACA BI-RADS trên siêu âm. Như vậy thì cái ACA BI-RADS nó hình thành để làm gì? Cái thứ nhất là để chuẩn hóa báo cáo kết quả. Cái thứ hai là giảm thiểu cái nhầm lẫn. Và cái thứ ba là tìm tiếng nói chung giữa các bác sĩ với nhau, giữa bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ lâm sàng và bác sĩ phẫu thuật. Tức là nếu mình xếp loại BI-RADS nào thì nó sẽ có cái hướng xử lý, điều trị và theo dõi như nhau. Tiếp đến thì đề cập như vậy là cái ACA BI-RADS đầu tiên thì chỉ có nhu ảnh, nhưng mà đến cái ấn bản lần thứ 5 tức là 2013 thì nó bao gồm cả nhu ảnh, siêu âm và cộng hưởng từ. Rồi, về thuật ngữ mô tả thì bắt đầu từ lần thứ tư là 2003 là bắt đầu có cái thuật ngữ mô tả, và từ tháng 5 2010 cái ấn bản lần thứ 5 năm 2013 thì bắt đầu người ta mới đưa ra cái kỹ thuật chuẩn trong siêu âm tuyến vú. Đó, thì cũng giống như cái phần mà điều chỉnh tối ưu, thì người ta cái khuyến cáo của ACA về cái siêu âm tuyến vú năm 2011 người ta hướng dẫn rất là kỹ. Đầu tiên là về đầu dò, người ta khuyến cáo là mình làm tuyến vú phải có đầu dò phẳng, tần số trung tâm tối thiểu là 10 MHz và cao nhất tối thiểu là 12 MHz. Tức là ví dụ như đây là cái đầu dò đa tần số, nó tôi thường tôi xài từ 8 đến 15 MHz. Rồi, cái thứ hai là cái trường nhìn. Cái trường nhìn tức là cái độ sâu khảo sát á, nó vừa đủ và nó bao gồm mô vú và cơ ngực, không có lấy màng phổi và phổi. Tức là người ta lấy cái trường nhìn nó vừa đủ thôi, không có khảo sát sâu quá. Cái thứ ba là cái focus, tức là cái vùng trọng tâm. Khi mà đánh giá một tổn thương thì cái focus cần đặt ở trung tâm của tổn thương, tức là ngang mức với tổn thương. Và nếu mà tập trung khảo sát tổn thương thì chỉ cần một hoặc là hai focus thôi, đặt ngay vùng giữa tổn thương. Nếu mình sử dụng trên ba focus thì cái tốc độ của mình nó sẽ không có real time nữa. Thì cái phần trước tôi đã giải thích các anh chị. Ví dụ như đây là một cái trường hợp mà u tuyến vú, và cái gì thấy rằng là cái độ sâu khảo sát này nó quá sâu, nó bao gồm cả mô tuyến vú, cả cơ, cả màng phổi và cả phổi, và như vậy đây cũng phải là khảo sát chuẩn. Và cái khảo sát chuẩn là cái gì thấy rằng là nó chỉ bao gồm mô tuyến vú và cơ thành ngực và một phần cái màng phổi phía dưới đây. Đó, như vậy đây là một cái khảo sát chuẩn. Thì rõ ràng giữa hai cái hình này thì cái hình phía dưới này là mình đánh giá chi tiết hơn cái hình phía trên. Đó, và đây là một cái trường hợp mà tôi lấy theo tài liệu. Đây là một cái hướng dẫn của người ta. Các chị thấy đây là một cái tổn thương, và cái khảo sát đầu tiên người ta đánh giá đây là một cái nốt tròn hồi âm kém. Mà đối với tuyến vú mà nốt tròn hồi âm kém là một cái nốt nghi ngờ, và người ta xếp vào BI-RADS 3 ta theo dõi. Thì mình lưu ý rằng là cái focus người ta để khá rộng và cái độ sâu khảo sát khá sâu.
Thì sau đó 2 năm sau, một bác sĩ khác người ta đánh giá lại, người ta để độ sâu khảo sát chỉ có 3 cm, và cái khối kết người ta thu gọn lại. Thì lúc đó nó rõ ràng đây là một cái khối chức năng chứ không phải là một cái nốt rồi ống kén. Thì lúc đó người ta chuyển thành BRAF 2. Rồi, cái thứ tư là cái gen đen trắng rất là quan trọng. Người ta khuyến cáo trong cái ACR BRAF, người ta khuyến cáo nếu mà gen mình để quá cao thì nang mình có thể lầm là nốt đặc, và nếu mà quá thấp thì cái nốt hồi âm kén có thể lầm là nang. Cho nên cái cách chỉnh chuẩn là cái mô mỡ dưới da cần phải xám vừa và nó không được đen, tức là dựa vào cái mô mỡ dưới da nó xám vừa vừa, tức là mình đã đạt chuẩn về cái gen. Rồi, cái chùm tia đa hướng, cái gọi là cái cross beam á, là trong những cái máy đời mới bây giờ thường là nó sẽ có cái chùm tia đa hướng. Cái chùm tia đa hướng nó sẽ giảm nhiễu và cải thiện cái độ phân giải của màn hình đó. Và tiếp đến là RSNA, cái hội điện quang Bắc Mỹ năm 2016 thì người ta khuyến cáo là mình nên dùng cái mốt hài hòa mô, và hầu hết các máy bây giờ đều có mốt hài hòa mô đó. Đây là một cái so sánh giữa chùm tia kỹ thuật, chùm tia đơn hướng và chùm tia đa hướng. Thì cái gì thấy đây là mình dùng chùm tia đơn hướng, tức là chỉ có một cái chùm tia đi vuông góc cái mặt đầu dò thôi, gọi là chùm tia đơn hướng. Còn cái chùm tia đa hướng nó gọi là cross beam đó, thì là ngoài những cái chùm tia đi thẳng thì nó có những cái chùm tia đi xuyên. Thì nhờ những cái chùm tia đi thiên xuyên như vậy thì cái cạnh bên của tổn thương này người ta phân tích rất rõ. Ví dụ như đây là một cái cục u, thì nếu mà dùng chùm tia đơn hướng thì toàn bộ phía sau này nó sẽ bị tạo ống lưng hết. Nhưng mà nếu mà dùng cái chùm tia đa hướng thì mình sẽ thấy một phần phía sau của tổn thương. Trên cái hình cụ thể, đây là một cái hình so sánh giữa cái chùm tia đơn hướng và chùm tia đa hướng. Thì rõ ràng là cái thành bên của tổn thương của cái chùm tia của khi mình dùng chùm tia đa hướng mình đánh giá rất là rõ so với cái hình bên này. Và khi mà một cái tổn thương mà nó co rút, nó hồi tụ về tổn thương như này thì nó là đặc trưng của một tổn thương ác tính. Nó khác với cái hình này, nó sẽ có ít thông tin hơn. Rồi, cái đốt đen màu như cái phần lúc này tôi đề cập đấy, thứ nhất là không có được đè ép đầu dòng trên cái mô mềm, bởi vì những cái mạch máu nhỏ nếu mình đè ép nó sẽ hết. Cái thứ hai, cái tần số lập lại xung nó từ 500 đến 1000 hẹt thôi, tức là tương đương với cái thang tốc độ màu từ 3 đến 5 cm/giây, và nhắc đi nhắc lại điều đó. Cái thứ nữa là mình có thể dùng cái đốt đen năng lượng, nó nhạy hơn cái đốt đen màu, nhưng mà nó có một cái dở là nếu mình dùng đốt đen năng lượng thì mình không có định hướng được dòng chảy. Thì những cái máy sau này nó có cái đốt đen năng lượng có định hướng, tức là nó nhạy như đốt đen năng lượng và nó định hướng được dòng chảy đó. Cái hình này lúc nãy tôi đã minh họa cho các anh chị. Nếu mà thứ như vậy là cái hình chuẩn, tức là mình phải giảm cái thang tốc độ màu xuống từ 500 đến 1000 hẹt, tức là từ 2 đến 5 cm/giây, và không có đẹp đầu dò đó. Rồi, bây giờ tiếp đến là như vậy là trong cái kỹ thuật thì nó có một phần trong cái phần điều chỉnh máy tối ưu lúc này tôi đã trình bày cho anh chị về cái thuật ngữ mô tả, tức là bây giờ người ta phải thống nhất cái thuật ngữ mô tả, lúc đó người ta mới xếp loại được. Thì cái thuật ngữ mô tả này năm 2013 người ta mới chia ra, và thứ nhất là thành phần mô thì chỉ dùng trong tầm soát, hôm nay mình sẽ bỏ qua không nói. Thứ hai là một cái tổn thương, người ta bắt đầu mô tả từ cái khối, cái vôi hóa, hình ảnh kết hợp và những trường hợp đặc biệt. Về cái khối tổn thương là cái mình hay gặp nhất, cũng là những cái tổn thương khu trú. Thì đầu tiên nó sẽ có 5 cái đặc tính mình phân tích. Đầu tiên là cái hình dáng của tổn thương. Hình dáng thì người ta mới chia ra, tức là thuật ngữ người ta mô tả, hoặc là nó là một tổn thương bầu dục, hai là nó hình tròn, ba là nó hình không đều. Thì cái hình dáng không đều là gợi ý ác tính, hình tròn là nghi ngờ, hình bầu dục là điển hình của một cái lành tính. Rồi, tôi sẽ giải thích vì sao mà cái tròn nó lại là nó nằm trong cái nhóm nghi ngờ, là bởi vì người ta trong một cuốn sách chuyên về hình ảnh tuyến vú, người ta ghi nhận như thế này: bú vú ác tính có hình tròn thường gặp nhất là ung thư ống tuyến xâm lấn. Nó là cái dạng hiếm gặp của một loại ung thư rất thường gặp, tức là cái dạng ung thư ống tuyến là cái dạng rất hay gặp, nhưng mà nó có một cái dạng hiếm, tức là nhiều khi nó tròn và nhiều khi mình bỏ sót đó. Đây là một cái tổn thương hình tròn đó, và nó là một cái carcinoma ống tuyến xâm lấn mà rất là dễ bỏ sót nếu mình không để ý. Như vậy là hình bầu dục là lành tính, nhưng mà hình tròn là cảnh giác, và nó hình dáng không đẹp là rất là nghi ngờ. Rồi, cái thứ hai là chiều hướng của cái tổn thương.
Chiều hướng thì người ta chia ra chiều hướng song song và không song song, tức là song song với mặt da hay là không song song với mặt da. Thì lý do là như thế này, những cái bướu tuyến vú mà bướu sợi tuyến mình gặp rất là nhiều, thì cái bướu sợi tuyến thì nó hình thành từ trong cái đơn vị của ống tầm điều tụy, và khi mà nó hình thành từ trong cái túi như thế này thì nó sẽ lan ra theo bề ngang và nó cho ra cái hình song song như thế này. Thì đây là đặc trưng của bướu sợi tuyến. Như vậy là bướu sợi tuyến thì nó nằm song song với mặt da. Còn những cái ung thư thì thường á, là nó xuất phát từ cuốn của đơn vị ống tầm điều tụy, và từ cuốn như này thì nó sẽ lan ra theo cái chiều đứng dọc như thế này, và như vậy thì nó hình thành một cái tổn thương không song song đó. Và như vậy thì những cái tổn thương mà nó không song song với mặt da mà nó đứng là thông thường là những tổn thương ác tính, và như vậy là song song lành tính mà không song song là gây ác tính. Rồi thứ ba là đường bờ của tổn thương, thì người ta chia ra là một tổn thương có đường bờ rõ, ví dụ như đây đường bờ rõ là lành tính, một đường bờ những cái tổn thương đường bờ không rõ là gợi ý ác tính. Thì trong đó nó có cái đường bờ mờ nhòe, tức là mình thấy cái bờ của tổn thương nó không có rõ, không định rõ được cái đường bờ của nó, hoặc là cái đường bờ gập góc, tổn thương nó gập góc như thế này đó, hoặc là cái đường bờ đa cung nhỏ đó, hoặc là cái đường bờ tụ gai. Thì cái đường bờ tụ gai đây là rất gợi ý ác tính, và cái đường bờ không rõ và đa cung nhỏ là gợi ý ác tính. Rồi về cái hồi âm thì người ta chia ra là hồi âm trống, tức là đặc trưng của những cái nang hồi âm dày, những cái nốt hồi âm dày là lành tính, và những cái nang phức tạp là tức là nó vừa có đặc vừa có nang thì cái đó là nghi ngờ, tổn thương hồi âm kém cũng nghi ngờ. Một cái nốt đồng hồi âm nói là lành tính, tức là đồng hồi âm với cái mô mỡ, và một cái nốt không đồng nhất là cũng nghi ngờ đó. Thì về cái nang đó thì người ta mới chia ra, người ta chia ra là trong một cái nghiên cứu của Beck, đây là một cái tác giả rất là nổi tiếng ở Mỹ phân loại cái virus trên tổn thương hiện nay. Thì tác giả này mới phân tích mà cái mà nghiên cứu mà nổi tiếng nhất là Akrin 6666, tức là cái gì gõ vô mạng gõ cái Akrin 666 thì mình sẽ có được cái tài liệu này rất là hay. Thì trong cái tác giả này phân loại là như thế nào, những cái nang đơn giản, những cái nang đơn giản tức là những cái nang cái thành rất là mỏng và hồi âm trống, không có vách ngăn ở phía trong, không có cấu trúc đặc ở phía trong, nó là điển hình lành tính, tức là bài đáp 2. Còn những cái nang mà biến chứng, tức là những cái nang mà nó có hồi âm ở trong lòng đó, và thì cái đó nó cũng xếp vào bài đáp 3, tức là khả năng lành tính. Còn những cái nang phức tạp, tức là cái thành nó dày trên 5 mm, có vết ngăn dày trên 5 mm, nó có cái nốt đặc ở trong cái nang, thì đó là xếp vào cái nang phức tạp, thì nó là virus 4, tức là nghi ngờ, thấy không? Lành tính, khả năng lành tính và nghi ngờ. Như vậy là nhắc lại, như vậy là nang người ta chia 3 loại: nang đơn giản tức là lành tính, nang biến chứng tức là nó những cái nang nó xuất huyết hoặc là nó có mức dịch dịch ở trong đó thì nó là virus 3, là khả năng lành tính. Còn những cái nang mà cái thành nó dày, vách ngăn dày, có cái nốt đặc ở trong nang thì đó là nang phức tạp. Như vậy là nang biến chứng khác mà nang phức tạp, các anh chị không? Nang phức tạp nó là virus 4. Đó. Ví dụ như đây, một cái nang đơn thuần virus 2. Những cái chùm nang nhỏ mình rất là hay gặp khi làm siêu âm thì nó là hoặc là nó có hồi âm mà kính mờ trong cái nang này, thì đây là cái virus 3, là khả năng lành tính. Còn cái khả năng ác tính bài đáp 4 là 36% khả năng ác tính, thì đó cái thành nó dày trên 5 mm, có vách ngăn dày trên 5 hoặc là có thành phần đặc trong bình thường, thì đây là những cái gợi ý bài đáp 4 đó. Rồi về cái cấu trúc hồi âm mình nói rồi, bây giờ mình nói về đặc tính phía sau. Đặc tính phía sau tức là nếu mà một cái nốt mà các anh chị thấy nếu mà nó tụa gai như thế này, thì khi cái chùm tia siêu âm nó gặp những cái tụa gai như thế này thì nó sẽ phản âm lại, và sau đó là nó tạo cái móng lưng phía sau. Thì đây là một cái điển hình của một cái tổn thương như vậy, mình thấy phía sau nó tối đen, như vậy nó tạo cái móng lưng phía sau. Như vậy một cái tổn thương có móng lưng phía sau và là gợi ý ác tính, còn nếu mà nó tăng âm không thay đổi thì nó là lành tính. Rồi như vậy là cái khối người ta phân tích rất là nhiều đặc tính. Tiếp đến là cái vôi hóa. Cái vôi hóa thì cái Thomas Taproot, đây là một tác giả nổi tiếng về cái siêu âm vú, thì cái vôi hóa trong nốt đặc mà vôi hóa thôi thì không có ý nghĩa, nhưng mà những cái vi vôi hóa là một cái gợi ý ác tính.
Và cái vôi hóa ngoài bướu, ví dụ như những cái vôi hóa sẹo mổ, vôi hóa thô, đó là lành tính. Còn cái vôi hóa trong ống tuyến, tức là khi người ta dùng đồ dò độ phân giải cao, người ta thấy những cái đốm vôi hóa nó nằm dọc trong ống tuyến như thế này, thì đây là về cái ác tính. Rồi, cái hình ảnh kết hợp, ví dụ như một cái xoắn bằng cấu trúc, cái thay đổi ống tuyến, cái thay đổi da, khi mà nó dày da, nó co rút da, nhất là nó lỏng với đốm vô, đó là những cái hình ảnh nó phù nề. Thì đây những cái ung thư mà thể viêm nhiễm thì nó sẽ có những cái hình ảnh này đó. Về cái tưới máu thì người ta chia ra là một cái tổn thương không tưới máu hoặc là tưới máu ở trong tổn thương, tưới máu rìa tổn thương. Đây là một cái tổn thương không có tưới máu và tưới máu ở rìa tổn thương là kiểu hình lành tính. Còn nếu mà mình thấy nó tưới máu nó đi xuyên qua tổn thương như vậy là đó là cái kiểu của ác tính. Thì lúc nãy mình có một cái nốt để mình thấy đó, nhưng mà nó là cái kiểu hình ác tính. Rồi, về cái đốm đại xung thì cái tiêu chuẩn chưa có cái tài liệu chuẩn, chưa đưa ra cái tài liệu thống nhất, nhưng mà đây là một cái tham khảo. Thì theo một cái tác giả thì người ta thấy cái RI thì mình lấy cái chỉ số nó là trên 0.83 thì nó gợi ý ác tính, hoặc là cái PI trên 1.6 thì gợi ý ác tính. Rồi, về cái đánh giá độ cứng mềm, tức là nói về cái vai trò của đàn hồi môn, thì một cái tổn thương mềm là lành tính, trung gian là không có đánh giá được, tức là không có giá trị của cái đàn hồi. Và nếu mà tổn thương nó cứng thì gợi ý ác tính. Đó. Nhưng mà nhấn mạnh rằng là trong cái ACA này người ta nhấn mạnh rằng là các tiêu chuẩn về siêu âm 2D, tức là trắng đen như hình dáng, đường bờ và độ hồi âm có giá trị chẩn đoán ác tính hơn là cái độ cứng mềm của tổn thương. Như vậy nên nhớ rằng là đốt la màu là cái tiêu chuẩn phụ thêm, đàn hồi là tiêu chuẩn phụ thêm, chính vẫn là trắng đen. Đó. Và nói về cái đàn hồi thì tôi xin cập nhật cái guideline mới nhất của cái Hiệp hội Siêu âm Thế giới. Hiệp hội Siêu âm Thế giới nó gọi là World FUM, tức là Hiệp hội Thế giới về siêu âm trong y khoa và sinh học. Đó. Thì đây là mình dịch tắt là cái Hiệp hội Siêu âm Thế giới. Thì cái guideline này được hình thành vào năm 2015. Đó. Thì trong cái guideline người ta ghi rất rõ siêu âm đàn hồi là một cái phương tiện kỹ thuật mới có giá trị nhất trong các hệ thống siêu âm gần đây. Cái thứ hai là vấn đề là mình phải làm sao làm cho nó tốt để tránh những cái cầm bẫy. Cái thứ ba là cả hai cái kỹ thuật đàn hồi định tính và định lượng đều cho thấy có độ chính xác cao trong việc xác định tính chất lành và ác của tổn thương. Rồi, và người ta khuyến cáo là khi mình làm đàn hồi thì mình phải dựa cho xếp loại virus cùng với cái trắng đen để đánh giá khả năng ác tính. Đó. Và để làm tốt cái đàn hồi thì người ta khuyến cáo là mình phải có cái hình ảnh B1 tốt trước khi mình làm đàn hồi. Như vậy là túm lại là vẫn là B1 trước, làm cho tốt rồi sau đó mới làm đàn hồi. Cái đầu dò phải vuông góc với mặt da khi mình làm siêu âm đàn hồi. Cả đàn hồi định tính, cả đàn hồi định lượng đều yêu cầu điều đó. Và nó tùy theo hệ thống máy, ví dụ như hệ thống máy mà ở đây các anh chị được sử dụng chiều nay thì đó là máy có đẻ đầu dò. Thì khi mình đẻ đó là đẻ tối thiểu, tức là mình đè và mình thả đầu dò khoảng từ 1 đến 2 mm. Thì cái này giống như mình làm cái nghiệm pháp động khi mình làm cái siêu âm B1. Rồi, riêng cái roi tức là cái hộp đó, là nó khuyến cáo là những cái live bây giờ là cái roi này càng bự càng tốt, nó gần như bao trùm luôn trên cái hình trắng đen. Như vậy là đối với đàn hồi nó khác với cái siêu âm Doppler lúc nãy. Lúc nãy tôi khuyến cáo các anh chị làm cái siêu âm Doppler cái hộp màu vừa đủ thôi. Nhưng mà riêng cái đàn hồi là cái hộp màu để bao trùm hết. Và trong cái tùy theo hệ thống máy, thì trong cái hệ thống máy các anh chị ở đây sử dụng thì người ta sử dụng cái sọ ảnh PCR, tức là Blue, Green, Red. Thì cái sọ ảnh này giúp mình nhận biết nó là cấu trúc nang. Đó. Và nhiều khi những cái nang không điển hình là mình phải dùng đến cái chức năng này. Tại vì ví dụ như lúc nãy mình có một cái nang không điển hình đó, thấy không? Cái nang biến chứng đó, thì nhờ cái đàn hồi này mới nhận biết được nó. Rồi. Và về để chấm điểm thì người ta cho đến bây giờ thì đối với vú thì người ta vẫn dùng cái thang điểm Sukuma, thang điểm 5. Và cái độ nhạy, độ chuyên biệt và độ chính xác rất là cao, từ trên 86 cho đến 88%. Đấy không? Và như vậy thì đây là cái thang điểm Sukuma từ 1 cho đến 5. Và đây là cái sọ ảnh của cái cấu trúc nang BCA. Như vậy là một cái tổn thương người ta mới chia ra. Và trong đó thì cái gì thấy rằng là cái tổn thương trung gian này nè, và những cái tổn thương trước, khi mình đo
cái màu sẫm ở đây nè, cái màu xanh sẫm đây là cái trên đàn hồ, và cái màu xanh lợt đây là trên cái bi mốt. Thì khi mà một cái tổn thương mà nó lành tính thì cái gì thấy rằng là cái độ cứng này nó nằm gọn ở trong, và khi mà bắt đầu trên cái bi mốt và trên cái đàn hồ nó bằng kích thước nhau là bắt đầu gây ác tính. Và khi mà trên cái đàn hồ mà nó lan rộng ra so với cái bi mốt là càng ác tính nữa. Chính vì vậy cho nên người ta mới khuyến cáo mình sử dụng cái thước đo kép. Đó là người ta tính cái tỷ lệ giữa đàn hồi trên bi mốt, tức là đo đường kính đàn hồi so với đường kính trên bi mốt để mà phân biệt giữa lành ác. Thì Resorba năm 2010 mới đưa ra một cái nghiên cứu. Thì trong cái nghiên cứu này ông thấy rằng là cái ratio giữa elato trên bi mốt, tức là đo ở trên đàn hồi và đo trên bi mốt, nếu nó nhỏ hơn 1 là lành tính, nếu nó lớn hơn 1 hoặc bằng 1 là ác tính, với cái độ nhạy lên đến 100% và độ đặc hiệu là 99%. Một cái nghiên cứu khác nhiều trường hợp hơn, cái này trên 100 trường hợp, cái này trên 600 trường hợp, thì thấy cái độ nhạy cũng được 99 và độ chuyên biệt là 87%. Đó, như vậy thì nếu mình đo, thì nếu mình đo trên bi mốt và đàn hồi nó như nhau thì đó, cái đàn hồi trên bi mốt này là bằng 1 thì cái này là gợi ý ác tính, hoặc là lớn hơn 1 cũng gợi ý ác tính, tức là nó tương đương với một cái nốt mà xung qua thang điểm 4 hoặc là 5 là gợi ý ác tính. Đó. Để mà ngoài ra người ta còn dùng một cái bán định lượng nữa, tức là trên cái dòng mà đàn hồi linh tính này nè, người ta dùng bán định lượng, tức là người ta đặt một cái roi ở trong cái tổn thương và một cái roi ở mô mỡ, và người ta tính cái chỉ số căng. Cái tỷ số căng này nó dưới 2.8 thì người ta xếp vào vai đáp 2, và từ 2.8 cho đến 4.5 thì vai đáp 3-4, và trên 4.5 là vai đáp 5. Đó, như vậy thì tóm lại là trong cái guideline người ta nói rằng là đã có những cái bằng chứng thuyết phục rằng là siêu âm đàn hồi định tính có độ nhạy và độ chuyên biệt cao cho chẩn đoán giữa lành và ác, cũng như cho những tổn thương không bướu. Rồi, cả cái đặc định tính và định lượng đều giúp đánh giá cái đặc tính của bướu tuyến vú tốt hơn, và không có nghiên cứu nào so sánh giữa hai kỹ thuật này để gợi ý rằng kỹ thuật này tốt hơn kỹ thuật kia. Đây là tôi dịch nguyên văn từ trong guideline. Rồi. Rồi. Thì trong cái guideline này cũng đưa ra một cái bảng rất là hay. Như vậy là nếu mình làm đàn hồi thì tùy theo cái máy mà mình sẽ có mấy cái kiểu đánh giá. Đây là với cái thang màu này, đây là cứng, đây là mềm. Hoặc là cái thang màu này, đây là cứng, đây là mềm. Hoặc là cứng mềm, tức là mình có thể đảo ngược cái thang màu là. Nhưng mà đó, mình dựa vào cái thang màu, thông thường nhất là thang màu này, cứng là màu xanh sẫm, mà mềm là màu đỏ này. Đó. Và cái thứ hai nữa là đây người ta đo tính tỷ lệ giữa elato trên bi mốt nè. Đó, và tương ứng với đây là cái bài rác. Thấy chưa? Đó. Và dưới đây thì nó có một cái cột cho đàn hồi định lượng. Thì với cái vận tốc thì mình biết rồi, đàn hồi định lượng nó có hai cái đơn vị, hoặc tùy theo dòng máy, một là đơn vị mét trên dây, hai là kilopascal. Đó, thì tương ứng với cái những cái đó là bài đáp 2, bài đáp 3, bài đáp 4, bài đáp 5. Đó. Rồi như vậy là giá trị lớn nhất của đàn hồi là giúp mình phân biệt tổn thương giữa bài đáp 3 và 4A. Tại sao cái 3 và 4A là quan trọng như vậy? Là bởi vì sao? Nếu mình nói 3 là khả năng lành tính thì cái tổn thương đó mình theo dõi. Còn nếu mình nói tổn thương đó là 4A thì bệnh nhân phải có kết quả tế bào học, tức là mình phải chọc kim hoặc là làm sinh thiết. Đó, cái quan trọng là như vậy. Thì nếu mà một cái tổn thương trên trắng đen mình nghĩ nó bài đáp 3, nhưng mà nếu mình làm đàn hồi nó dương tính thì mình cho nó qua 4A, và như vậy là mình phải làm giải phẫu bệnh. Còn nếu mà mình nghĩ nó là 4A mà trên trắng đen, nếu mình làm đàn hồi âm tính thì mình cho xuống 3, và như vậy là mình sẽ theo dõi. Đó. Nhưng suy cho cùng thì người ta nhấn mạnh rằng là cái đàn hồi cần phải kết hợp với bi mốt và không được sử dụng đơn độc. Như vậy nó là cái phương tiện hỗ trợ cho bi mốt chứ nó không phải là phương tiện quyết định. Đó. Tất cả những cái tổn thương bài đáp 3 mà đàn hồi dương tính phải tăng lên 4A và cần phải được sinh thiết. Mà 4A mà đàn hồi âm tính thì giảm xuống 3 và tiếp tục theo dõi. Đó. Và người ta khuyến cáo rằng là tăng hoặc giảm giữa cái bài đáp 3 và 4A là có lý, nhưng mà tăng hoặc giảm giữa 4 và 5 là không được khuyến cáo. Tức là nếu một tổn thương mà mình thấy trên siêu âm mình nghĩ nó là ác tính nhiều rồi thì lúc đó mình phải làm tế bào học luôn, không cần đến cái đàn hồi nữa.
Nếu B1 hoặc những cái kỹ thuật khác xếp loại B2, ví dụ như hoại tử mỡ, thì cái siêu âm không có dùng để nâng cái grad tổn thương. Rồi, bây giờ những cái trường hợp đặc biệt, tức là những trường hợp thường là mình chỉ có một chẩn đoán thôi, những cái nang đơn thuần, những cái trùng nang nhỏ, những cái nang biến chứng, thì cái này nó là lành tính hết hoặc khả năng lành tính hết, bướu trên da hoặc trong da, tức là cái này nó không phải nằm trong tuyến vú. Dị vật bao gồm túi ngực, hạch trong tuyến vú, hạch nách, bất thường mạch máu, tụ dịch sau phẫu thuật và tự mở, thì những cái này thường là mình sẽ có một cái chẩn đoán và nó không có nằm trong cái bài này. À, rồi, vấn đề là sau khi mình mô tả những cái một cái tổn thương theo phẫu thuật ngữ, rồi bây giờ mình báo cáo làm sao, thì trong một cái kết quả báo cáo thì người ta đưa ra rất là nhiều cái. À, nhưng mà bây giờ tóm lại là cái quan trọng nhất là cái bản này. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích từng cái một. Cái thứ nhất, nếu mà một cái tổn thương mà mình xếp vào virus không, tức là cái khảo sát nó không hoàn hảo, ví dụ như cái mô vú nó quá dày hoặc là nó quá nhiều mỡ ở trên dưới da mà mình không nhìn rõ cái mô tuyến vú, thì lúc đó mình xếp vào virus không, tức là siêu âm không có đánh giá được, chuyển qua phương pháp khác. Rồi, cái phân loại 1, tức là mình khảo sát rất tốt và không thấy tổn thương, mình xếp loại virus 1 là âm tính. Nếu mà một tổn thương mình xếp loại virus 2, tức là mình nói nó là tổn thương lành tính, thì cho đến bây giờ thì trong cái Asia virus 2013, người ta nói những cái nào lành tính. Thứ nhất, một tổn thương giới hạn rõ, hình bầu dục, hướng song song, hồi âm dày so với mô mỡ, thì đó là tổn thương nó nằm ở phân loại 2 lành tính, tức là không cần làm gì hết. Hoặc là những cái nang đơn giản, nó là virus 2 lành tính. Rồi, virus 3 là khả năng lành tính, thì cái khả năng ác tính theo cái virus nó là dưới 2%. Thì đó là những cái tổn thương cũng giới hạn rõ, bầu dục, hướng song song và hồi âm kém so với mô mỡ. Như vậy là hồi âm dày là lành tính, nhưng mà hồi âm kém là khả năng lành tính thôi, bởi vì nó có một phần ác tính ở trong đó. Những cái trùng nang nhỏ hoặc nang biến chứng cũng xếp vào khả năng lành tính. Mà nếu mà nói virus 3, tức là mình theo dõi chứ mình không có can thiệp. Đúng? Như vậy thì một cái virus 3 thì người ta khuyến cáo là mình phải được theo dõi trong 2 năm và người ta có 3 lần siêu âm lại. Lần siêu âm lại thứ nhất là 6 tháng sau, 12 tháng sau và 24 tháng sau. Nếu mà 3 lần siêu âm lại đó, trong vòng 2 năm đó mà mình thấy rằng là tổn thương không có thay đổi, thì mình phải giảm từ virus 3 xuống virus 2. Đó, thấy chưa? Như vậy là từ một cái tổn thương khả năng lành tính mà sau 3 lần siêu âm trong 2 năm mình thấy nó không thay đổi gì, mình chuyển qua virus 2, tức là lành tính, không làm gì nữa. Còn nếu mà thay đổi kích thước, tức là nó tăng lớn hơn hoặc bằng 20% đường kính sau 6 tháng, thì lúc đó mình nói đó là một tổn thương thay đổi. Và như vậy thì mình phải tăng virus từ virus 3 lên virus 4. Mà lên virus 4 tức là mình phải có sinh thiết chẩn đoán. Rồi, về phân loại virus 4 thì nó là một cái tổn thương nghi ngờ. Thì virus 4 thì cái độ nghi ngờ, cái xác suất ác tính là từ 2 đến 95%. Tuy nhiên cho đến bây giờ trên siêu âm thì Asia vẫn chưa đưa ra tiêu chuẩn cụ thể để chẩn đoán. Và phân loại 5 là tổn thương rất nghi ngờ, khi cái độ ác tính trên 95% thì Asia cũng chưa đưa ra cái tiêu chuẩn cụ thể. Như vậy thì nói đến đây thì là cũng hơi bí, là bởi vì mình chưa có tiêu chuẩn cụ thể. Vậy thì làm sao để phân loại? Thì đầu tiên mình đề cập đến trong những cái sách kinh điển về siêu âm, thì tôi có đề cập đến Thomas Stavros. Thì cái cuốn sách siêu âm này rất là hay, rất là nổi tiếng. Thì những cái dấu hiệu lành tính của tác giả này đưa ra là gì? Thứ nhất, một cái tổn thương hồi âm dày so với mô mỡ. Cái thứ hai, chừng ngang lớn hơn chiều cao, tức là hướng song song. Cái thứ ba, bờ đa cung lớn là lành tính. Cái thứ tư là vỏ bao mỏng và hoàn toàn. Đó là theo cái tác giả này năm 2004. Và những cái dấu hiệu ác tính là gì? Cái thứ nhất là tạo bóng lưng phía sau. Cái thứ hai là cái đường bờ, hoặc là bờ tổ gai, bờ gập góc, bờ đa cung nhỏ, đó là ác tính. Cái thứ ba là nó có cái viền hồi âm dày quanh tổn thương. Cái thứ tư là hồi âm rất kém. Và cái thứ năm, cái chiều cao lớn hơn chiều rộng, tức là hướng không song song. Và cái thứ sáu là lan tràn theo ống tuyến. Và cái thứ bảy là vôi hóa trong tổn thương. Đó, thì đây là cái này để ám chỉ cái bị vôi hóa. Đây là từ năm 2004 thì tác giả này đã đưa ra những cái dấu hiệu đó rồi. Và sau đó thì những cái nghiên cứu tiếp đến năm 2005 thì tác giả Hồng này với dựa vào cái thuật ngữ mô tả của virus để mà đánh giá, làm một cái nghiên cứu đánh giá lành ác. Thì cái này ông làm trên 400 tổn thương.
thì những cái dấu hiệu tiên đoán lành tính có giá trị cao bao gồm là gì? Thứ nhất, tổn thương có giới hạn rõ. Thứ hai, hướng song song. Và thứ ba là hình bầu dục. Đó là tiên đoán lành tính. Còn ác tính thì là gì? Là bờ tủa gai, hình dáng không đều và hướng không song song. Đó là ba cái dấu hiệu gợi ý ác tính. Đó là một cái nghiên cứu. Cái nghiên cứu thứ hai trên 4.000 trường hợp cũng rất là hay, tác giả Kim này năm 2008 mới đưa ra. Thì những cái dấu hiệu chính của ác tính đó là gì? Hình dáng không đều, bờ tủa gai và vi bôi hóa. Như vậy thì so sánh với cái tác giả hôm trước năm 2005 thì nó có những cái trùng nhau. Thứ nhất là hình dáng không đều, thứ hai là bờ tủa gai. Thì tác giả trên thì vi bôi hóa, tác giả dưới là hướng không song song. Như vậy thì có thể mình nói là có 4 cái dấu hiệu gợi ý ác tính: hình dáng không đều, bờ tủa gai, vi bôi hóa và hướng không song song. Rồi, có tác giả muốn làm cái nghiên cứu chi tiết hơn là chia ra 4A, 4B, 4C. Nhưng mà theo cái nghiên cứu của tác giả này đăng trên Radiology vào năm 2009 thì kết luận rằng là việc phân loại chi tiết 4A, 4B, 4C là không khả thi vì quá khó, không có làm được. Đó. Và như vậy thì mình sẽ theo cái phân loại nào? Thì cho đến bây giờ thì có cái phân loại của Kim đưa ra vào năm 2008. Tức là đây là Kim Bayrat chứ không phải là Asia Bayrat. Thì Kim Bayrat đưa ra là gì? Bayrat 1 là bình thường lành tính. Bayrat 2 là tổn thương lành tính, tức là dựa vào cái Asia thôi, tức là nối hồi âm dày, hình bầu dục hướng song song, những cái nang đơn giản. Cái Bayrat 3 là khả năng lành tính khi nó có hồi âm kém hoặc là những cái nang biến chứng trùng nang nhỏ, giống như cái Asia hoàn toàn. Còn cái Bayrat 4 là có lớn hơn hoặc bằng một cái dấu hiệu nghi ngờ ác tính. Bốn cái dấu hiệu lúc nãy tôi nói có một lớn hơn hoặc bằng một. Còn nếu mà Bayrat 5 là có hai cái dấu hiệu chính nghi ngờ ác tính. Cái Bayrat 6 là đã có bằng chứng giải phẫu bệnh là ác tính. Và như vậy thì tôi nhắc lại những cái dấu hiệu chính gợi ý ác tính là gì: hình dáng không đều, bờ tụ gai, vi bôi hóa. Và thêm một cái nữa, trong hai cái tổng hợp lại là có một cái hướng không song song. Còn những cái dấu hiệu phụ là gì? Hình dáng tròn, bờ đa cung nhỏ, bờ không rõ, bờ gập góc, hồi âm không đồng nhất, tạo bốn lưng phía sau và lan tràn trên ống tuyến. Đó, tôi xin tổng hợp lại như vậy. Và như vậy thì cái dấu hiệu cộng thêm thì theo cái guideline của 2000, cái Asia Bayrat 2013 thì người ta đề cập đến một cái tưới máu trong tổn thương là cái dấu hiệu phụ về ý ác tính, và cái độ ràng hoặc cứng trên nào hồi môn cũng là dấu hiệu phụ về ý ác tính. Rồi, bây giờ mình sẽ có một số cái trường hợp minh họa. Thì rõ ràng đây là một cái nốt rồi âm dày, đây là một cái cấu trúc nang điển hình, như vậy mình xếp vào Bayrat 2 lành tính. Còn một cái nốt mà nó hồi âm kém, hình bầu dục giới hạn rõ như thế này, mình xếp vào Bayrat 3. Và cái trường hợp này mình xin thiết ra nó là một cái fibroid đề nộp. Đó. Mà đúng ra Bayrat 3 là mình chỉ cần theo dõi thôi, thấy gì ha. Còn nếu mà trường hợp đó là mình có kết quả giải phẫu bệnh luôn. Trường hợp này là mình có một cái nốt mà nó có hồi âm kém và bờ đa cung nhỏ. Một cái nốt mà hồi âm kém, bờ đa cung nhỏ thì mình xếp vào Bayrat 4. Và Bayrat 4 là mình phải có giải phẫu bệnh, đúng không? Thì cái trường hợp này á, là sinh thiết ra nó là một cái fibroadenoma. Tức là mình nói Bayrat 4 là khả năng ác tính của nó là từ 3 đến 95%. Nhưng mà khi mình đã xếp loại Bayrat 4 là mình phải có xử lý tế bào học, tức là mình phải làm sinh thiết. À, và như vậy thì trường hợp mình sẽ thiết ra nó một cái fibroadenoma. Đó. Còn cái trường hợp này thì cái nhìn thấy rằng là nó rất là nhiều dấu hiệu của ác tính. Thấy không? Bây giờ mình sẽ phân tích ra. Cái thứ nhất là cái hình dáng nó không đều. Cái thứ hai là cái bờ nó gập góc. Cái thứ ba là nó có quần hồi âm dày quanh tổn thương. Thứ tư là không song song. Thấy không? Và như vậy là quá nhiều dấu hiệu cộng lại nó là một cái bài đặt nặng. Sinh thiết nó là một cái carcinoma ống tuyến xâm lấn. Còn đây là một cái tổn thương mà tôi nghĩ cực kỳ khó, là bởi vì cái gì thấy rằng là một cái tổn thương mà không có giới hạn rõ. Bây giờ nhưng mà nên lưu ý rằng là nó có cái bóng lưng phía sau. Bây giờ một cái quần hồi âm dày quanh tổn thương giới hạn, không cái đường bờ không rõ, quần hồi âm dày có bóng lưng phía sau. Cái này trên siêu âm nếu mình làm cho nó chuẩn, mình phải xếp vào Bayrat 5 và sinh thiết ra nó là một cái carcinoma ống tuyến xâm lấn. Đó. Còn đây là một cái tổn thương mà thoạt nhìn thì có vẻ là nó lành tính, nhưng mà để ý kỹ cái gì thấy rằng là cái tổn thương này không có giới hạn rõ và có vi bôi hóa trong tổn thương.
Tất nhiên cái video hồi ấy mình đánh giá tốt hơn bằng cái nhu ảnh. Thì đây là cái nhu ảnh của bệnh nhân này đó, và xin phép ra nó cũng là một cái cạch sụn dưới sông đất. Rồi đây là một cái trường hợp khác mà lúc nãy mình đã nói, tức là mình nhìn ra nó là một cái hình dáng không đều, thấy không, và khả năng là có vi bôi hóa trong bụng thương. Cái đốt lan này không có giúp ích nhiều, nhưng mà cái này mình sẽ xếp vào bài đáp năm nếu mà mình không có đàn hồi môn. Nếu mình nhờ cái đàn hồi môn này, mình sẽ nói nó là một cái nang tuyến vú biến chứng, thấy không, và cái này nó là một cái nang nó bị vỡ. Đó, đây là một cái trường hợp mà nhìn trên lâm sàng thì người ta có thể đoán nó là một cái ung thư, là bởi vì cái gì thấy cái này người ta gọi là cái da vỏ cam, cái podorum, tức là cái da vỏ cam, tức là những vỏ cam thì nó sẽ có những cái ấn lõm, cái lỗ chân lông nó lõm xuống, cái nó muốn nó co rút như thế này. Thì đây là một cái dạng điển hình của một cái carcinom mà thể viêm nhiễm đó. Thì cái gì thấy rằng là khi mình làm siêu âm mình sẽ thấy nó phù nề rất là dữ, cái núm vú nó bị tụt vô, và để đánh giá cái tổn thương thì lúc này nó nằm rất là sâu, thì lúc này mình phải tăng cái điếp xuống, giảm tần số đầu dò xuống thì mình đánh giá trọn vẹn được cái tổn thương. Như vậy thì cái việc cái gì thấy rằng là tùy theo cái vùng khảo sát mà tôi có những cái độ sâu khảo sát khác nhau. Ví dụ giờ trên đây tôi đánh giá cái phù nề, đây tôi đánh giá cái núm vú co rút, còn đây tôi đánh giá toàn bộ cái khối u. Đó, tôi sẽ chỉnh cái đầu dò máy khác nhau. Đây là một cái carcinoma ống tuyến xâm lấn. Đó, đây là một cái trường hợp khác. Cái gì thấy rằng là một cái tổn thương mà nó vừa có vi bôi hóa, cái đường bờ nó đa cung, nó có tưới máu trong tổn thương. Đó, thì cái này là điển hình của một cái bypass 5, và như vậy nó là một cái carcinoma ống tuyến xâm lấn. Đó, còn cái này thằng nhìn cái gì thấy rất là có vẻ hiền lành, đúng không? Nhưng mà mình để ý kỹ đây, rõ ràng nó có một cái viền hồi âm dày quanh tổn thương, và đây cái trục này nè, cái này là không song song, cái chiều sâu này nè nó lớn hơn chiều ngang, thấy chưa? Đó, nó có một loạt những cái dấu hiệu như vậy, và cái này xếp vào bài rác 5. Đó, nhìn lại thì cái gì nhìn cho kỹ, thấy không? Mình phân tích kỹ ra nó không phải là một tổn thương lành tính, và mình làm cái đàn hồi môn, cái gì thấy rằng là nó cứng ở trên đàn hồi môn. Và đây tôi đo cái roi, đây là cái radio này, nên là lên đến 6.4 à. Đây là điển hình của một cái ác tính, thì xin thiết ra nó là một cái carcinoma tuyến xâm lấn. Rồi, như vậy thì những gì bạn cần nhớ, cái thứ nhất là đánh giá một tổn thương, cái gì thấy rằng là bây giờ mình phải mô tả theo thuật ngữ. Về hình dáng thì mình tả nó là đều, không đều hoặc là hình tròn, nó là hai cái này gợi ý ác tính. Về chiều hướng thì không song song là gợi ý ác tính. Về đường bờ thì nếu nó tủa gai là gợi ý ác tính dấu hiệu chính. Những cái màu gạch này là dấu hiệu phụ, nó không rõ, nó gập góc, nó đa cung nhỏ. Giới hạn tổn thương có viền hồi âm dày, nó là dấu hiệu phụ. Hồi âm rất kém, hồi âm không đồng nhất, nó là gợi ý ác tính. Tạo cái bóng lưng phía sau, nó là gợi ý ác tính. Bôi hóa trong bướu mà cái dạng vi bôi hóa là bôi hóa trong ống tuyến, thì đây là những dấu hiệu chính gợi ý ác tính. Về siêu âm đốt lan thì tưới máu trong bướu là một cái dấu hiệu phụ gợi ý ác tính. Về hạch di căn, tại vì mình nên nhớ trong cái siêu âm tuyến vú đừng có bao giờ quên cái hạch nách. Bây giờ thì chưa có đồng thuận về tiêu chuẩn đánh giá, nhưng mà cho đến bây giờ theo theo tài liệu mình sẽ có 5 cái để mình đánh giá một cái hạch di căn nách. Thứ nhất là cái đường kính ngắn nó trên 1 cm, thứ hai là nó dày vỏ hạch trên 3 mm, nó mất rỗng hạch, nó tưới máu ngoài rỗng hạch, tại vì bình thường nó chỉ tưới máu trong rỗng hạch thôi, và cái hạch nó có bờ đa cục. Như vậy là 5 cái dấu hiệu này gợi ý nó là một cái hạch di căn. Và cuối cùng cái thứ 10 đó là siêu âm đàn hồi môn. Thì cho đến bây giờ thì nếu mà mình đo cái y trên bi, tức là elasto trên bi mốt nó bằng 1, thì hoặc là nó lớn hơn 1, nếu bằng 1 thì mình xếp vào bài rác 4, nếu mà nó lớn hơn 1 thì xếp vào bài rác 5. Và như vậy thì mình sẽ xếp vào, đưa vào cái kim bài rác năm 2008. Nhắc lại, như vậy là bình thường, tức là không thấy tổn thương, nó là bài rác 1. Còn nếu mà tụi điển hình lành tính thì mình xếp vào bài đất 2, không có làm gì nữa hết. Còn nếu mình xếp vào bài đất 3, tức là khả năng lành tính, tức là mình theo dõi đó. Thì khả năng lành tính thì những cái nốt hồi âm kém mà nó có hướng song song, thì những cái này theo dõi 3 lần trong 2 năm. Nếu mà nó không thay đổi thì mình chuyển về bài đất 2, và như vậy xếp lại lành tính. Còn nếu mà bài đất 4 là có bất kỳ một cái dấu hiệu nghi ngờ ác tính nào, mình xếp vào cái bài đất 4. Và nếu mà hai cái dấu hiệu chính mà nghi ngờ ác tính thì xếp vào bài 5.
Thì đây là những cái dấu hiệu chính là gì? Không đều, không song song, tổ gai, vi mô hóa. Bây giờ là những cái dấu hiệu chính. Và bài đáp 6 là đã có bằng chứng giải phẫu bệnh. Rồi, kết luận là gì? Cho đến nay là chưa có tiêu chuẩn đầy đủ của ACI về siêu âm phân loại từ 0 đến 6. Thì bây giờ trước mắt mình sẽ tạm dùng cái phân loại của Kim Bayrat. Thì ACI chỉ đưa ra cái bản thuật ngữ thôi. Và bây giờ nó là một cái ACI, cái Kim Bayrat nó là một cái tài liệu tham khảo hữu ích. Và trong đó thì cái 2D nó vẫn đóng vai trò thiết yếu. Mà mình cần bổ sung thêm những cái dấu hiệu siêu âm đốt la và siêu âm đàn hồi. Và nếu làm đàn hồi thì nên theo cái guideline mới nhất của World Food năm 2015. Và báo cáo kết quả mình nên đưa cái phân loại siêu âm từ 1, 0 đến 6.